Đồng đội bạn hay trêu nhất. Tuấn Anh đầu cá. Linh vật của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội là gì? Tigon. Bài tập với bóng yêu thích. Đá ma. Con số yêu thích. Số 2 và số 28. Ký ức tuổi thơ không bao giờ quên. Có lẽ là những lần mà đi học xong đi đá bóng cùng bạn bè. Đặc điểm dễ nhận biết nhất về bản thân. Dễ thương. Nếu có 3 điều ước. Sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến với cả chính bản thân mình cũng như gia đình và mọi người. Cầu thủ muốn đối đầu. Thế thì chắc là Ronaldo đi. Món ăn nấu giỏi nhất. Mì xào. Điểm môn học cao nhất ngoại trừ thể dục. Toán ok đấy. Toán ok đấy. Thời gian thích nhất trong ngày. Có lẽ là mỗi buổi sáng. Vì sao? Vì ngoài giờ tập luyện thì buổi sáng thì anh em có thời gian rất là quý báu. Đó là có thể như hôm nào được nghỉ tập thì đi ăn sáng cùng nhau hay cà phê, ngồi nói chuyện phiếm với nhau và nghe nhạc.